giá gạo xuất khẩu lập đỉnh cao, lúa gạo Việt lộ ra lỗ hổng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói, miền Tây nguy cơ chìm dần. Xác định nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc liên quan xe câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Giá gạo xuất khẩu lập đỉnh cao, lúa gạo Việt lộ ra lỗ hổng. Bài viết sau đây được đăng trên báo Vietnamnet, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nguồn cung toàn cầu bị ảnh hưởng đẩy giá gạo xuất khẩu lập đỉnh cao mới, giá gạo trong nước cũng tăng nóng. Lúc này, các lỗ hổng của ngành hàng tỷ đô la Mỹ bộc lộ rõ, nguy cơ đứt gãy chuỗi liên kết. Trao đổi với phóng viên bên lề sự kiện mới đây về tình hình thu mua lúa gạo xuất khẩu, ông Huỳnh Văn Thòn, chủ tịch tập đoàn Lộc Trời cho hay, doanh nghiệp của ông dù đã ký hợp đồng và đặt cọc trước tiền mua lúa cho nông dân, song gần đây vẫn phải xem xét điều chỉnh giá thu mua vì mọi thứ diễn biến quá nhanh. Thực tế, sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, giá mặt hàng này trên thị trường thế giới tăng vọt. Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam ngày 9 tháng 8 leo lên mức 618 đô la Mỹ trên tấn, gạo 25% cũng tăng lên 598 đô la Mỹ trên tấn. Như vậy, gạo 5% tấm và 25% tấm đã tăng thêm 85 đô la Mỹ trên tấn so với phiên giao dịch ngày 19 tháng 7, thời điểm trước khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo. Theo ông Huỳnh Văn Thòn, Ấn Độ cấm xuất khẩu là cơ hội cho ngành gạo Việt. Việc tăng thu nhập cho người nông dân đã thấy rõ, tiếp đến là vị thế gạo Việt trên thị trường quốc tế tăng. Song ngành gạo Việt cũng gặp đầy rẫy thách thức. Chủ tịch tập đoàn Lộc Trời chỉ rõ, giá lương thực tăng, quyền thương lượng sẽ chuyển từ người mua là doanh nghiệp sang người bán là nông dân. Lúc này, người nông dân lời nhiều sẽ không quan tâm lắm tới việc tiết giảm chi phí sản xuất để có giá thành hợp lý cũng như chất lượng gạo tốt hơn. Trước đây, nông dân cần người tiêu thụ lúa, họ liên kết với doanh nghiệp. Còn bây giờ, doanh nghiệp phải đi tìm họ để mua. Cầu quá cao dẫn đến liên kết lỏng lẻo, dễ bị phá vỡ. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn, ông lo ngại. Doanh nghiệp đang điều chỉnh giá thu mua lúa trong dân, nhưng cũng chỉ tăng thêm một chút, tăng nhiều thì chúng tôi không đảm bảo lợi nhuận khi xuất khẩu. Bị kẹt ở giữa, các doanh nghiệp xuất khẩu phải linh hoạt để giải quyết giữa phần tăng giá bán gạo, tăng giá mua lúa cũng như bù đắp phần lỗ cho các hợp đồng đã ký từ trước, ông Thòn nói. Ông Nguyễn Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An nhận định, Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo chỉ là giọt nước tràn ly. Việc thế giới đang khan hiếm lương thực là vấn đề từ 10 năm nay. Năm sau nguy cơ cao hơn năm trước, đây chính là cơ hội của ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Cơ hội lớn nhưng một số doanh nghiệp vẫn thua lỗ. Rõ ràng, sản xuất đang không gắn liền với thị trường. Mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp lỏng lẻo. Điều này xuất phát từ doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng nhưng không làm. Có khi chưa nắm nguồn hàng đã ký hợp đồng thì rủi ro đến là đương nhiên, ông Bình phân tích. Theo ông Bình, mô hình cánh đồng liên kết Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn triển khai cách đây đã 10 năm. Tuy nhiên, ở đồng bằng sông Cửu Long, những mô hình như thế đếm trên đầu ngón tay, còn phần lớn kinh doanh manh mún. Do đó, cơ hội không thể đến với các doanh nghiệp đó được. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, chuyên gia lúa gạo giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân khẳng định, lúc này, người nông dân phải bán lúa ở mức giá cao hơn chứ không chấp nhận bán theo giá cũ. Theo ông, cần chấm dứt tình trạng mạnh ai nấy làm, nông dân tự lo sản xuất, thương lái gom theo kiểu thương lái, doanh nghiệp ngồi chờ có đơn hàng rồi kêu thương lái thu gom. Phải chuyển sang mô hình liên kết, sản xuất theo đơn đặt hàng. Để ổn định, doanh nghiệp cần ký hợp đồng xuất khẩu dài hạn với đối tác nhập khẩu. Ví dụ, ký các hợp đồng tương lai, xác định giá gạo tương lai. Trong các hợp đồng tương lai, có những điều khoản điều chỉnh giá lên xuống. Nếu có biến động, hai bên ngồi lại thỏa thuận để tránh bị thiệt hại. Điều này không chỉ có lợi cho doanh nghiệp mà cho cả người nông dân. Bởi nông dân sẽ hợp tác sản xuất, liên kết thành chuỗi cung ứng, doanh nghiệp có nguồn để xuất khẩu. Ở đây, vai trò của nhà nước là giúp doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu. Quan trọng là nông dân cần phải đổi mới, họ phải vào hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp chứ không thể chơi với thương lái như trước, rất bấp bênh. Về phần mình, doanh nghiệp cũng phải chơi ván bài lật ngửa từ đầu với nông dân, thông tin rõ giá bán gạo xuất khẩu. Với giá đó, mức giá lúa gạo thu mua của nông dân là bao nhiêu? Doanh nghiệp được lời bao nhiêu phần trăm, nông dân được lời bao nhiêu? Như vậy, sẽ không xảy ra tình trạng đầu cơ và ghim hàng chờ giá tăng, vị chuyên gia nhấn mạnh. Phó Cục trưởng Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Thanh Tùng khẳng định, ngành lúa gạo muốn phát triển bền vững cần có sự vào cuộc của nhiều bên. Trong đó, nhà nước phải đẩy mạnh quy hoạch vùng sản xuất, vùng nguyên liệu tập trung gắn với hợp tác xã. Doanh nghiệp cũng phải chuyển sang sản xuất bền vững gắn với hợp tác xã. Nông dân sản xuất đơn lẻ phải vào hợp tác xã, phải vào các cánh đồng lớn để có quy trình canh tác đạt chuẩn theo yêu cầu người mua, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, sơ chế, chế biến cho tới xuất khẩu. Tất cả các tác nhân trong chuỗi,
khi thị trường lên giá có thể cùng chia lợi nhuận và khi thị trường xuống giá, các bên cùng nhau san sẻ rủi ro. Như vậy, ngành lúa gạo Việt Nam mới bền vững được. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói, miền Tây nguy cơ chìm dần. Bài viết sau được đăng trên báo VN Express, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tốc độ sụt lún đất ở miền Tây cao gấp 3 đến 4 lần, có nơi gấp tới 10 lần so với mực nước biển dâng, khiến khu vực này nguy cơ chìm dần, theo lãnh đạo chính phủ. 50 năm qua, diện tích rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long giảm khoảng 80%. Riêng giai đoạn 2011 đến 2016, mỗi năm mất 300 đến 500 hecta, hàng nghìn hộ dân ven biển ven sông, kênh rạch bị ảnh hưởng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói tại buổi làm việc với lãnh đạo các bộ ngành trung ương và 13 tỉnh miền Tây về tình trạng sụt lún, sạt lở, ngập ở khu vực này chiều ngày 12 tháng 8. Theo Thủ tướng, là địa bàn quan trọng nhưng đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt nhiều thách thức như tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Việc khai thác sử dụng nước của các quốc gia thượng nguồn Mekong dẫn đến nguy cơ thiếu nước ngọt cục bộ, đặc biệt tình trạng suy giảm mạnh phù sa, sụt lún, hạ thấp nền đất. Nhiều tuyến đê, đường ven biển trước đây thiết kế đủ cao độ nhưng nay đã bị thủy triều tràn qua gây ngập. Trước tình hình đó, lãnh đạo chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát những khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng tính mạng, tài sản người dân để lập dự án cụ thể. Đồng thời, 13 tỉnh miền Tây cũng được giao cân đối vốn, đề xuất triển khai các dự án cần làm ngay. Ông cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Bộ Tài chính bố trí nguồn lực hỗ trợ các địa phương. Về lâu dài, người đứng đầu chính phủ yêu cầu cơ quan chức năng phải làm tốt việc quy hoạch, đánh giá nguyên nhân sạt lở để có giải pháp phù hợp, bảo đảm hiệu quả tránh tốn kém. Trong đó, các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường được giao nghiên cứu, xác định cụ thể nguyên nhân gây sạt lở bờ sông, xâm thực bờ biển, suy thoái rừng ngập mặn. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đi trực thăng, thuyền máy khảo sát khu vực đê biển Tây Cà Mau, kè chống sạt lở khu vực dân cư Vành Đai Nam Đông Hồ, thành phố Hà Tiên Kiên Giang, tuyến kè bảo vệ khu dân cư xã Châu Phong, huyện Tân Châu, An Giang, các điểm sạt lở ở Đồng Tháp. Theo báo cáo của các địa phương, từ năm 2016 đến nay, miền Tây có 779 điểm sạt lở, tổng chiều dài 1.134 km. Trong đó, có 666 điểm sạt lở bờ sông, tổng chiều dài 774 km và 113 điểm sạt lở bờ biển với chiều dài 390 km. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, sạt lở bờ sông kênh rạch thường xảy ra phổ biến tại các đỉnh khúc sông Cong, vị trí phân nhập lưu, đầu các cù lao, khu vực đông dân cư. Tình trạng này ngày càng tăng về số điểm, quy mô, tốc độ và phạm vi. Các địa phương thượng nguồn như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long thường nghiêm trọng hơn khu vực hạ nguồn Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng. Về tình trạng sói lở bờ biển, số liệu khảo sát năm 2020 và 2022 cho thấy khu vực bờ biển xã Bảo Thuận, huyện Ba Chi, Bến Tre, bờ biển bị sạt lở với tốc độ khoảng 30m mỗi năm. Khu vực bờ biển xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, mỗi năm bờ biển bị sạt lở với tốc độ khoảng 35m. Đáng quan ngại, khu bờ biển thuộc Cà Mau tốc độ sói lở dao động từ 70 đến 90m mỗi năm. Xác định nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc liên quan xe câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Lãnh đạo công an huyện Chư Pu Gia Lai cho hay, nguyên nhân ban đầu xác định là do tài xế xe ben vượt sai quy định, tông vào xe con của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gây ra vụ tai nạn thảm khốc. Sáng ngày 13 tháng 8, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đến hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan xe con của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai làm 3 người chết, 1 người bị thương tại quốc lộ 14 xã IHRU, huyện Chư Pu, tỉnh Gia Lai. Báo cáo vụ việc, ông Phan Văn Mạnh, trưởng công an huyện Chư Pu cho biết, lúc 14 giờ 40 phút ngày 12 tháng 8 xảy ra vụ tai nạn. Thời điểm trên, xe ben do Đinh Tiến Bình vượt xe con của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai do ông Nguyễn Tú Sinh lái, chở 3 người là trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí, tiền đạo Paulo Madeira Oliveira. Khi vượt, Bình thấy có xe tải chạy chiều ngược lại nên đánh lái vào bên phải, đâm vào mạn trái xe con của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi va chạm thì xe con mắc vào đầu xe ben rồi tiếp tục đâm vào xe tải đi chiều ngược lại. Ông Phan Văn Mạnh cho biết, xác định nguyên nhân ban đầu do lỗi chủ quan của tài xế Đinh Tiến Bình khi vượt xe phía trước. Toàn bộ các xe và người lái xe thì cơ bản chấp hành đúng pháp luật. Căn cứ lời khai và bằng chứng thu thập được, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển ô tô không đảm bảo các điều kiện khi vượt xe theo quy định tại điểm 2 điều 4 luật giao thông đường bộ. Như vậy có thể thấy đây là lỗi chủ quan khi tham gia giao thông và đặc biệt là của lái xe, ông Mạnh khẳng định. Theo bà Lương Thị Thu Quỳnh, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai, hiện đã ra quyết định tạm giữ tài xế xe ben Đinh Tiến Bình để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai, sau khi xảy ra va chạm, ông Bình không dừng xe lại mà tiếp tục tông vào bên trái xe con bên làn đường ngược lại gây ra tai nạn. Hành vi của Bình vi phạm khoản 2, điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.